Chiều ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Trạng, sinh năm 1991, thường trú tại số 06, đường Phan Đăng Lưu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, tạm trú tại phường 3, thành phố Bạc Liêu để điều tra làm rõ tội giết người. Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 8, Nguyễn Trung Trạng cùng với 4 người bạn đến quán bar trên đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, nhậu tại bàn VIP 3. Cùng lúc đó, một nhóm khách khác nhậu tại bàn VIP 6. Trong lúc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trạng đã dùng dao đâm Nguyễn Tứ Vinh, sinh năm 1982, khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi nắm được thông tin, đối tượng đang trên đường bỏ trốn đến địa phận tỉnh Sóc Trăng, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã trực tiếp gọi điện thoại cho Trạng, vận động đối tượng quay về Bạc Liêu đầu thú.